nay tôi sẽ gửi tặng lại cho các bạn, có lẽ là phải dùng một từ đúng hơn là trả nợ cho những người mà đang tập từ Demolo, những người rất là nhiều người yêu cầu, nhưng mà vì là tôi quá bận những cái ngày cuối năm cho nên là không thể làm được cái phần thứ hai của hướng dẫn chơi tờ Demolo, cũng là một món quà mừng tuổi đến mọi người nhân cái dịp đầu năm mới 2023 này. Hiện tại thì tôi đang ở trong trong khuôn viên của trường đại học Nusansura, hình như là tên như vậy, ở Thái Lan, và một cái trường đại học mà rất là ấn tượng. Nhưng mà tôi đến đây thì có rất là nhiều cái âm thanh, cái nhạc cụ khác nhau. Hóa ra là ở một cái trường đại học của Thái Lan thì cũng có thêm những cái bộ môn âm nhạc khác nữa, và rất là nhiều người, nhiều em học sinh sinh viên chơi đàn guitar cũng như là chơi piano, saxophone, vân vân. Thì cái cách chơi tremolo ở cái phần 1 thì tôi đã nói rất là kỹ rồi, là nó chỉ đơn giản là PAMI, thì cứ lặp đi lặp lại và thật là đều nhau, thì ai cũng biết là sẽ cần phải rất là đều, rất là tròn trịa. Và quan trọng nhất là gì, là chúng ta phải độc lập ở từng ngón tay. Thế nhưng khi mà nhiều khi mình tập, nhiều người tập ngón rất là tốt rồi, rất là kỹ, nhưng mà bản thân tôi cũng bị mắc phải khi mà các ngón tay mình cảm thấy là rất là ok, không hề gượng gạo chơi, khi mà chơi nhanh thì nó vẫn bị kiểu díu vào nhau. Và hầu hết là những người tập tremolo không không lâu năm, hoặc là không kỹ, hoặc là không kiên trì thì sẽ bị một cái trường hợp như thế, một cái tật là chơi gọi là phi ngựa. Đấy, tôi làm quá ra để cho mọi người hình dung là phi ngựa là như thế, nó cứ thành hình chuỗi chặt 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 liên tục như thế này. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao để giống như là mình đang vẽ một hình tròn. Đấy, khi mà tôi chơi chậm thì nó cũng đều tròn đều đấy, nhanh thì nó vẫn cứ tăng 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 tăng, tức là cứ bốn cái nốt này phải là đều nhau. Ok, cái phần đấy thì tôi đã nói rất là kỹ ở cái bài thứ nhất rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn một cách trực diện vào cái cách để làm sao để cho cái tay mình nó độc lập và nó không bị díu vào nhau nữa. Thì đây, đơn giản chỉ là thế này thôi, đó là chúng ta chơi một lần ngược, một lần xuôi. Thông thường thì chúng ta chơi là cứ khi tập tremolo là chúng ta chỉ đánh 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 AMI rất là thuận như này. À, cái tập này nhiều, đánh nhiều lần như này thì bắt đầu cái tay bắt đầu quen quen, nó bắt đầu mọi người lại bắt đầu nhanh lên là bắt đầu tự nhiên là lại chạch cái quỹ đạo ở đấy, và bắt đầu nó không còn đều nữa. Thế thì cách làm sao để điều tiết được, thì chúng ta chơi ngược lại PIMA PIMA, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Khi quen rồi thì chúng ta đánh một lần ngược một lần xuôi PIMA, sau đó lại PIMA, à PAMI luôn, PIMA PAMI PIMA PAMI PIMA PAMI. À, chúng ta có thể ghi lại 1 2 3 4, 1 2 3 4, một lần ngược một lần xuôi cứ liên tục như thế, có thể chơi ở trên tay hai luôn. Ta phải tập coi đây là một bài khởi động. Đấy, tôi hôm nay là di chuyển quãng đường rất là dài, từ bằng từ từ một cái thành phố cách đây hơn 200 cây đến đây vào buổi sáng, và lúc nữa là tôi sẽ bước vào cái buổi biểu diễn cuối cùng ở Thái. Đấy, cho nên là lúc này là tôi đang rất là đơ đơ, thì cái tay của mình cũng còn đang chưa có cảm giác lắm, nhưng mà nếu như cứ tập như này một lúc thì chỉ một lúc thôi, tôi tin là tôi sẽ hồi ngay để biểu diễn được. Đấy, chỉ tập một lúc là tôi đã cảm thấy cái tay mình ngồi lại. Cái cách đánh ngược này, đánh ngược về một lần ngược một lần xuôi, nó làm cho cái tay mình nó khống chế được cái văng của tay. Thứ nhất là cái mình sẽ điều tiết được là cái tay này tự nó nhận ra là nó không được phép guồng lên nữa, mà nó sẽ phải rõ ràng tách bạch từng ngón một. Đây là cái cách tập để cho cái ngón tay của mình nó không bị cuồng. Mình sẽ luôn luôn điều tiết được. Một lần đây nhá. PIMA PAMI PIMA PAMI. Đó. Chúng ta phải làm như thế rất là nhiều lần, hàng nghìn, hàng vạn lần.
chúng ta có thể tập thêm cái bài rất là nhiều, cái bài của Yulani hay là của Kakashi, cái bài Etude số 3 của Kakashi cũng là một cái bài luyện rất là tốt. Tức là những cái bài mà đánh, ý tôi nói là những cái bài mà nó có cái kiểu đánh PIMA đấy, hoặc là rất là nhiều bài, như kiểu một số bài tôi nhớ là của Yulani, những cái Etude cũng có cái kiểu đánh kiểu là một lần xuôi một lần ngược, hoặc là chúng ta đánh tự đánh thôi cũng được. P A M I P A P I M A P A M I. Đấy, tập chúng ta nghĩ ra cách, nhiều cách để tập. Chọn một cái hợp âm nào đấy đi, một cái ví dụ nhà giọng là la trưởng hả? Nhiều cái để tập cho nó không bị nhàm chán. Đây là cái cách tập của tôi là như thế. Các bạn nào mà đang kiểu học đệm hát và chơi tập cái vòng hoàn thành thì chúng ta có thể lấy một cái hợp âm, một cái giọng nào đấy ra chúng ta chơi. Cái rock cũng là một cái cách để tập 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Đó, cái steel rock cũng chính là một cách để tập tremolo đấy. Chúng ta tập cái đấy nhiều thì, nhưng mà chúng ta phải hình dung, chúng ta phải nghĩ rằng là mục đích là để tập tremolo thì cái tay này của mình dần nó sẽ không bị guồng nữa. Cái đoạn mà kiểu tremolo nó dít lên này, cũng không được để mất cái tempo, tức là cái ngó nốt cũng không được dính vào nhau, phải dít lên. Tức là mình nếu như không cẩn thận nó sẽ bị này. Đấy, phi ngựa. Thì cái cách tập ngược này, đấy, tôi nói lại một lần nữa, đó là chúng ta tập ngược vô cùng quan trọng, vô cùng hữu hiệu. Tôi cũng chỉ có thể nói rằng là muốn các bạn phải xem kỹ phần 1 là những cái cách tập để độc lập từng ngón, và đến cái phần này là một cái mẹo tập ngược để cho chúng ta luôn luôn khống chế cái tay này của mình. Đấy, chúng ta áp dụng bằng nhiều cách, tập theo nhiều cách, miễn sao là chúng ta phải thường xuyên đánh xuôi xuống, tức là đánh IMA rất là nhiều. Bài mà Etude số 19 của Canoli đấy cũng là một cái bài đánh nó sử dụng rất nhiều PIMA, rất là nhiều, thì chúng ta tập cái bài đấy nữa. Vì khi chúng ta tập tremolo thì cái cường độ tập AMI của chúng ta quá nhiều, mà chúng ta bỏ quên mất là chúng ta phải tập cả cái IMA nữa để cho nó cân đối lại, để cho mình luôn khống chế được. Vì khi đánh một lần giống như này nó khó hơn là đánh ngược lên. Chúng ta đánh, ý tôi nói là đánh theo kiểu gọi là IMA mà đánh nhanh vơ này này thì rất là khó này, khó để mà làm được. Nếu mà tremolo và dùng PIMA thì rất là khó, vì cảm giác nó hơi nghịch tay. Chính vì thế cho nên chúng ta lại càng phải tập nó. Đấy, càng phải tập nó để cho cái tay của mình, nó để mình điều tiết được cái tay, để mình luôn luôn kiểm soát nó được. Vì chính vì nó gượng cho nên là mình phải kiểm soát nó, mình không được ẩu. Thì khi mình ngược lại cũng thế thôi, mình sẽ có cái cảm giác như thế, mình sẽ có cảm giác là mình không dám ẩu. Đấy là cái cách mà tôi suy nghĩ là như thế. Và hy vọng là qua cái clip ngắn mà nó không có cái đầu kiểu không được sắp xếp một cách thứ tự như thế này thì cũng phần nào giúp cho các bạn có thể chơi tremolo tốt hơn. Và hy vọng là sẽ có nhiều người nhắn tin cho tôi hay là chia sẻ những cái niềm vui mà các bạn từ cái clip của tôi, mà các bạn có một chút hiệu quả trong việc tập luyện. Đấy cũng là một cái động viên, cũng là một cái niềm vui của chính tôi nữa. Và xin một lần nữa gửi lời chào năm mới đến các bạn, và
Chúc tất cả có nhiều sức khỏe và bình an, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin tạm biệt.